sữa lúa mạch Love Manto dành cho Gen Z. Live with Love, năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai. Lớp học Hoàng Mỹ đã quay trở lại. Hứa hẹn mang đến những thay đổi thú vị và hấp dẫn hơn. Với một diện mạo hoàn toàn mới. Dàn học sinh cố định, những nghệ sĩ trẻ được yêu thích, diễn viên Lan Hương. Ca sĩ Quang Hùng Westbody. Diễn viên Trần Nhậm. Ca sĩ, diễn viên Lê Đức. Ca sĩ Vũ Thịnh. Ca sĩ Fanny. Ca sĩ Minty. Ca sĩ Lục Huy. Đi học là phụ, quậy phá, pha trò là chính. Sự tham gia của những học sinh chuyển lớp với vẻ ngoài lung linh, tài năng vượt trội. Nghe những chỗ cần hở, mà phải hở những chỗ cần nghe. Đặc biệt là vô cùng mặn mòi. Tôi thông minh lắm chứ không có ngu ngốc đâu. Những tài năng tiềm ẩn được khai phá. We are perfect couple. Khi sự vô tri vươn lên một tầm cao mới. Cười ra nước mắt với những thử thách có một không hai. Thử thách. Những khoảnh khắc độc lạ, cười muốn nổi thương. Anh đó, chứ ai nữa. Anh đó, đúng rồi. Các bạn chúng ta đang ngồi đây, có bằng đại học là rất thấp. Tấm bằng là trường cấp 3, trường cấp 2, trường cấp 1. Nhưng mà kiến thức là trường đời. Idol của các bạn đây chỉ trong lĩnh vực âm nhạc thôi sao? Không, tôi idol thầy giáo chủ nhiệm của tôi. Ví dụ fan hâm mộ bên Thái Lan của Quang Hùng qua từ Việt Nam thì gọi là đu idol. Đó. Làm kia không phải gọi là đu idol. Lạc đi. Mình đã hoạt động nhóm nhạc được khoảng 5 năm và cuối cùng là bọn mình không còn tìm thấy được cái sự hòa hợp đấy nữa. Khi mà mình có những cái góc nhìn với những người không cùng góc nhìn với mình ấy, mình không biết tương lai mình sẽ ở đâu cả. Tôi đã làm việc trong team và bị lừa 2 tỷ 3. Hãy yên tâm trên con đường mình đã lựa chọn. Con nhá. Mẹ yêu Huy. Con được giữ gìn sức khỏe nha con. Hài hước vui nhộn nhưng không kém phần sâu lắng với những tiết học đầy cảm xúc và ý nghĩa. Tin hot trong tuần. Sáng nay, biệt đội Manto đã giành huy chương vàng cuộc thi học sinh toàn năng thành phố năm 2023. Đây là chiến thắng thứ 5 đánh dấu chuỗi thành tích bất bại của biệt đội Manto tại cuộc thi lần này. Biệt đội Manto là nhóm học sinh toàn tài với 5 thành viên: Leo Lớp, Tony, Ozzy, Mia, Ace. Không chỉ học giỏi, phẩm chất tốt, các thành viên Manto còn gây sốt bởi tài năng của mỗi cá nhân. Sau 3 tháng hè, biệt đội Manto đã dục sáng như hiện tượng của giới học đường, trở thành thần tượng và là hình mẫu phấn đấu của rất nhiều học sinh hiện nay. Hello, welcome to the Gen Z train. Love to the Manto. Phải không giống ai, có đôi khi khiến ta mệt nhoài. Mở điện thoại, bao nhiêu app cũng xài, miệng sao trên mạng phải được nhiều like. Thôi, tôi không cần số. Tuyệt vời nhất là không cần cố. Đủ khác biệt để không so đo. Tôi và bạn ai cũng hay ho mà. Chọn lời khen và cho những biết ơn xua đi ganh tị hơn ghen. Em đã vất vả rồi nên em không cần phải thay đổi. Có lẽ thứ chúng ta luôn cần là ôm chặt nhau thật lâu để hơi ấm này thay lời nhau nói. We gonna live a real life. Bình thường vẫn mang tên phi thường, miễn là bình thường có yêu thương.
We gonna leave, we leave with love. Calling us by different names, but we are all the same. Lên nhà cho tình yêu đó. Ai cũng cô và ai cũng beautiful, ai còn lấp ló. Ra đêm chơi cùng tôi, anh em chung một ngôi nhà thật to. Mang năng lượng cùng tôi đến tình yêu giữa năng lượng nhiều yêu thương. Lên chùa với một cành sen, lên chùa với một cành sen. Yêu mọi người cùng lớp lan to, yêu mọi người. Không được gặp các bạn, tôi biết từ người Nam thành người Bắc, từ người Bắc thành người Nam luôn rồi. Kể từ ngày mà em mình nhuộm cái tóc vàng cái là mọi thứ đều vàng theo. Phải vàng theo hiểu. Ủa đi cất cặp ở dưới kia kìa, giờ này lớp mình đã đáng rồi. Trời mọi người không biết Mini nè. Nên là có học tủ để cất lớp học rồi khác rồi. Trời ơi nghỉ hè cái khác hẳn ha. Lớp mình mới hoa vàng ương luôn các bạn. Ê uống sữa không? Tôi lấy sữa cho bạn uống. Trời ơi sữa sữa. Uống sữa gì vậy? Trời ngon thế. Uống sữa gì? Nhìn lão nè. Không uống sữa như này thôi nè bà. Này hả? Phải có tiền thì mới Free. Free. Đây là của lớp mình. Đây là trường học gì? Đây làm giải lấy. Đúng vậy. Làm giải lấy. Nè nhìn kìa. Đúng chưa? Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được. Một hộp luôn. Một hộp luôn, nhưng mà đây mấy người. Ê, giờ này hè á, tôi hay uống sữa lắc Manto lắm á. Mọi người biết biệt đội Manto Gang không? Biết chứ, sao không? Mê ai nhất tôi là Mie, tôi thích Mie cực kỳ. Ê, tôi là Ace nha. Ủa? Tức là trùng thần tượng à? Trùng thần tượng anh. Dạ. Với lại có một trận đấu thần tượng tranh giành thần tượng. Không, bạn thích ai trong này? Hả? Bạn thích ai trong này? Tôi thích Tony. Bạn là bắt trước tôi rồi. Đấy, bắt trước. Mọi người. Bạn thích Tony à? Bạn hiểu gì về Tony? Cái gì? Bạn hiểu gì về Tony? Tony đó là một gọi là về nào, bây giờ nói gì? Không, về gọi là gì nhỉ? Về thể thao. Gọi là về cái thể chất. Đây là con của tôi, Ozzy. Con của bà. Đúng, là bạn đẻ ra hả? Bạn đẻ ra hả? Đây là thần tượng của tôi, đây là con thứ bông của tôi. À. Thủ bông thần tượng, thủ bông idol. Ozzy. Bây giờ bạn nói đi, bạn tại sao bạn thích A? Thích bạn A á, để bạn A nhảy đẹp nè, bạn A nhiều năng lượng nè. Bạn nhảy đẹp không? Là... Bạn nhảy đẹp không? Trời mà, trời ơi. Bây giờ phải có bạn thấy gì giống thần tượng thì mới được nhận thần tượng chứ. Đúng, thì đó. Mình cũng nhảy đẹp giống bạn Ace nè. Đâu, nhảy coi thử xem bạn. Bạn show ok cho tôi coi luôn xem nào. Wow. Ok. Đẹp luôn. Đẹp luôn hả? Bạn mới lên núi về à? Đây gọi là cái điệu nhảy cuồng quay. Rồi đâu bạn nhảy coi, bạn thích Ace mà bạn nhảy thử xem. Nhảy được rồi. Mình bước bạn chân nhảy vào. Thử xem. Mình bước chân vào cái lớp này là mình nổi tiếng với cả dancer Minty rồi. À. Ngay từ ban đầu mình đã vào mình đã kiểu locking, walking các thứ rồi nữa. Wow. Ơi cái này mình làm được nè bạn. Hơi gãy. Thôi được rồi, mình sẽ từ mình sẽ luyện để mình đấu với bạn. Thôi bạn chơi đầu đi. Cái đầu hả? Đơn giản mà. Cái đầu bạn phải có người giúp. Nhìn tôi nha.
nhìn tôi nha. Đây, thật ra sân khấu này là của tôi. Sân khấu này là của tôi. Wow. Wow. Nhìn nhá. Ok, nhìn nè. Học nhá. Bây giờ ok, bây giờ nhảy mình thua bạn đi, nhưng mà trong mấy cái phần trò chơi thì mình chưa chắc đã thua. Ok, đâu mình thua trò nào nào. Mình nổi tiếng là mình chiến thần. Bắt đầu xảy đi, bắt đầu xảy đi. Có gì? Bạn chơi mình thế bạn. Chiến thần may mắn à? Bắt đầu xảy đi, bắt đầu may mắn đúng không? Đúng rồi, mình 2 3 3 cái nha, 3 cái nha. 3 cái à? 1 2 3. 1 2 3. 2 3. 2 3. Wow. May mắn quá ta. Bạn mình thi quê quá trời luôn. Trong mấy cái phần trò chơi thì mình chắc là thua. Mình nổi tiếng là mình chiến thần. Ba cái luôn rồi đó. Ba cái thắng luôn rồi đó. Thắng rồi. À thắng rồi hả? Thắng rồi. Trời ơi, thấy thật là tài năng. Đúng vậy. Ở đây mình phát hiện ra ông thích ai? Thấy hai bạn này tóc giống nhau, thích giống nhau luôn. Đạo nhái. Đạo nhái. Đạo nhái mình. Hả? Thích nhuộm tóc giống mình, thích luôn là thần tượng giống mình. Tôi không thích những người đạo nhái tôi. Là sao, là cuối cùng ai đạo ai vậy? Bây giờ bạn thích là bạn thích Tony giống tôi đúng không? Bạn nói tôi xem là Tony có điểm gì để mà bạn thần tượng. Tony thật ra là vừa có thể chất này. Đúng, gì nữa? Gọi là biết về bóng đá này. Đúng rồi. Đấy. Nhiều đó thôi là tôi đã hâm mộ rồi. Luôn. Thế là vậy nhá. Dữ vậy sao? Nói chung ở Tony là tổng hợp rất nhiều yếu tố, và quan trọng nhất là Tony có một cái gọi là tố chất, nó chính là thể thao rất là giỏi. Đúng. Đó. Không, nhưng mà bạn nhầm ạ. Để mà nói về trí tuệ ấy, thì bạn phải nhắc đến là idol Leo Lop của tôi. Có nghiên cứu. Tất nhiên rồi, idol của mình phải nghiên cứu à. Để nhắc về Leo Lop ấy là phải nói về cái tài lãnh đạo này. Sao bạn nói nghe giống Lindelof? Lindelof là trên ghế dự bị rồi. Để mà nhắc về idol Leo Lop của tôi ấy. Leo Lop. Để mà nhắc về idol Leo Lop của tôi ấy thì phải nói về tài chiến lược, gọi là trở thành một leader. Thông minh thì phải gọi là không ai bằng được rồi. Vô đối. Nhưng mà có một cái này. Có một cái trái tim nhân hậu cực kỳ luôn mọi người ạ. Mà với tôi này, tôi cảm thấy tôi cũng là một người có trái tim nhân hậu. Bây giờ mình vả mặt bạn cái là bạn không sao đúng không? No. Không, đấy là trái tim cam chịu mà nhân hậu bạn. Nhân hậu khác kỳ nhân hậu. Quá à. Và mình đi vào đi học bạn chỉ muốn đánh người thôi hả? Đâu có, mình kiểu nâng cao cái tinh thần. Ở... mình đưa cái mood của lớp mình lên thôi mà. Thế còn bạn funny thì sao? Các bạn nhìn mình đó. Mình thích nghe đó là thời trang hả? Dạ chú chè đâu, chú chè. Chú chè đó hả? Mình cũng biết là Mie rất là giỏi về thời trang đúng không? Đúng rồi, Mie rất giỏi thời trang. Với lại mình kiểu, tại mình hâm mộ quá cho nên là mình phải làm mấy cái đầu kiểu vậy. Làm là mất bao lâu nè? Là sáng 6 giờ đi học, là mấy giờ bạn dậy rồi? 4 giờ. 4 giờ. Wow. Mình ngồi mình bệnh cái tóc này hơi lâu. Bạn cũng bệnh luôn. Mình để bạn đấy. Mình bệnh cái nơ này luôn nè. Trời đó. Ơi, ghê quá ta. Lâu lắm á. Ghê quá trời. Ok, bạn thì hợp với Mie rồi, chúng ta bạn này. Mình là Ozzy. Ozzy giỏi gì nhỉ? Ozzy của mình rất là giỏi bảo vệ môi trường. Wow. Wow. Thích cái người bảo vệ môi trường. Là bạn thích Hương. Hả? Mình thích Ozzy. cho nên là chút xíu mọi người phải dọn rác nha. À, mình không có. Để ngồi bây nhà giờ, thích. Bạn thích thì bạn dọn. Thích thì bạn làm thôi. Bạn thích thì bạn dọn thôi. À không, mình bảo vệ thôi, mình không có dọn. Thích. Bạn thích thì bạn dọn. Bây giờ là Mia dậy 4 giờ bệnh tóc, còn bạn dậy 4 giờ đi quét lớp. Không, mình chỉ truyền cảm hứng thôi mọi người. Truyền cho bạn truyền như nào? Bạn phải truyền bằng cách bạn dọn chứ. Bạn truyền cho tụi mình đi. Mọi người ơi, mọi người hãy dọn dẹp đi. Mọi người ơi, mọi người hãy dọn dẹp đi. Không, không thấy bệnh tóc mọi người. Nhưng mà hôm nay thiếu mất đứa đâu rồi ta? Ai? Thiếu ai ta? Ừ ha. Này bà phải biết chứ. Thiếu ai ta? Lớp có thiếu ai đâu, lớp đủ mà. Thiếu ai ta? Ai nhở? Vinh Thụ đâu? Ai ta? Lớp thiếu ai? Các bạn hay đi chung với tôi á. Mặc dù là Thịnh hơi vô tri tí thôi, nhưng mà có Thịnh thì vui, mà thiếu Thịnh thì cũng mất vui. Nên là chúng ta mình phải gọi điện cho Thịnh đi xem Thịnh đâu ta.
khai giảng năm học mới luôn rồi kìa. À, mình có trống nữa mà. Bình thường khai giảng chúng ta sẽ làm gì mọi người? Chào cờ. Đánh trống trường. Đánh trống trường, chào cờ để sau. Đây, tôi bảo. Lại tiểu phẩm. Mời bạn. Trao cho bạn Đức cái dùi với mong muốn không mong bạn Đức trở thành thầy dùi. Thầy dùi. Thầy dùi là cái gì? Thầy dùi là sao? Là chuyên suối bậy á. À, suối bậy hả? Bạn nhầm ạ. Tôi với cương vị là một học sinh chuyên đi học sớm. Đúng. Và idol của tôi Leo Ló. Chuyên đi học sớm à? Không. Là một người gương mẫu. Đúng, chính xác. Ok, thế nên bạn... là bây giờ tôi sẽ coi như là nhận vía của Leo Ló để chúng ta bắt đầu khai giảng năm học mới. Thật là tốt. Bình thường á, khai giảng khai mạc thường hay có mấy cái văn nghệ gì đó. Tôi nói bạn nghe này, bạn biết cái trống này bạn liên tưởng đến cái gì không? Tôi nhớ. Bạn nhớ là năm học trước là như thế nào không? Nhớ cái lúc mà Hùng mới vô lớp mình á. À lúc mà Hùng đúng muốn đứng trên đúng rồi đúng rồi đứng làm bạn á. Muốn lên. Muốn lên. Tôi chưa được xem mọi người ơi. Đúng rồi, mình cũng chưa được xem tài năng của bạn. Ê, vậy tôi đánh trống cho bạn muốn lân đi. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ chuẩn bị một cái dùi thôi. Đáng ra là phải có hai cái để cho bạn đánh trống. Có hai cái mà. À, có hai cái à? Bạn yên tâm, cái tường, bức tường cái gì cũng có mà. Không, đánh trống chỉ đơn giản thôi. Tôi chỉ dạy một lần duy nhất okay. nhá. Tôi chỉ dạy một lần duy nhất nhá. Dạy một lần thôi hả? Đúng rồi. Một lần duy nhất. Sao không ai hay vậy? Hey! 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 Sai nhịp hết rồi, lại này. Lại đi. Lại đi. Hey! 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 Hiểu chưa? 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 Hiểu Ok. Cũng gọi là trên mức gọi là yếu. Trên mức gọi là yếu. Nhưng mà chưa. Chưa đâu. Đó là mới cái sóng thôi. À. Thiếu gì nữa? Có nghĩa là với một năm học đầu tiên tôi thường hay rất là đầu tư. À đầu tư lắm hả? Có nghĩa tiết mục của tôi lúc nào cũng phải có một cái gì đầu tư như là đầu lân. À. Rồi bây giờ chuẩn bị múa lân đi. Bức tường ơi, bức tường cho em xin cái đầu lân được không ạ? Ok. Yên tâm, bức tường cái gì cũng có. Nói chung là lân năm nay là nó hơi mạo hiểm một xíu. Ôi, là tôi bay từ đó bay qua đây đúng rồi. Bạn ơi, bạn phải rehearsal với tôi chứ nha. Không, mình làm là không rehearsal. Cái gì nhỉ? Lúc muốn lên này có cái ông thần tài đúng không? Mình xin cái quạt mình làm ông thần tài được không? Ông bị ạ. Đây là phòng đục đúng không? Cũng cổ hả? Phòng đục rồi. Cũng lên. Ê bạn, lúc mà bạn nhảy bạn nhớ nói với cái đuôi nha. Thôi là cái đầu nhảy không cái đuôi còn ở lại đó. Thôi là cái đầu nhảy không cái đuôi còn ở lại đó. Không sao, không sao, yên tâm, chuyên nghiệp mà. Khó thế nhỉ? Không cần rehearsal đâu. Ê, rồi. Rồi. Nhâm ơi. Ok. Mình làm ông địa nhá. Ai để tôi. Rồi nha. Oh!
Ủa bạn ơi, sao con Lân nó chúi đầu xuống đất vậy? Không sao, không sao, yên tâm, chuyên nghiệp mà. Không cần rehearsal đâu. Không cần rehearsal đâu. Không. Cái này nó hơi hơi khó với lại đuôi nên là đuôi mất đà thôi. Mất đà, thế thôi diễn lại, mình tập mới tập dượt diễn lại. Tôi múa nhưng mà cái bạn đệ tử của tôi đánh hơi dở, thôi đưa đây tôi đánh cho. À đây 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 bạn này đánh. Bạn nào mà múa đi. Đây, đi mà múa đi. Múa à, nổi à, nổi. Để tôi thử cho, tôi thử cho. Múa đi. Bạn nào làm, bạn nào làm, bạn nào làm chân. Hay là không cần chân luôn. Bạn làm tiêu. Hey, what happened? Cái gì ngược rồi. Ngược rồi. Ngược rồi bạn ơi. Gì thế? Rồi. À đuôi đuôi lên. Đuôi đâu rồi đuôi? Đuôi kìa, đuôi lên. Đuôi tiếp tục và làm đuôi cho. Thích làm đuôi à? Thôi tôi làm. Khúc nào bạn dơ lên, bạn dơ cao cao lên để tụi mình hay nha bạn ơi. Rồi chưa, rồi chưa. Rồi, ok. Mình làm ông địa hơi có tâm ấy nhá, nhanh lên. Xem nhá. 2, 3. Sao nhìn này, nhìn này. Tôi còn mệt nữa nè bạn. Thư gửi lớp học quán Mỹ kìa. Các bạn ơi, các bạn chú ý có thư thầy hiệu trưởng này. Các em học sinh thân mến, một năm học mới bắt đầu. Thầy hiệu trưởng rất vui khi chúng ta gặp nhau tại lớp học quán Mỹ. Từ năm học này, lớp học của chúng ta sẽ có những thay đổi xứng đáng với tên gọi lớp học quán Mỹ. Với quyết tâm xây dựng môi trường học đường chất lượng, từ năm học này, thầy trò ta cùng phấn đấu để phát triển toàn diện tinh thần của một của biệt đội Măng Tô nhé. Mà đó chính là 1. Sống biết ơn và trách nhiệm. 2. Sống khát vọng và hành động. 3. Là sống yêu thương và chia sẻ. 4. Sống bản lĩnh và kỷ luật. Và cuối cùng là sống khỏe mạnh và an toàn. Thầy tin rằng các em học sinh thân yêu của thầy, những tài năng mà thầy vô cùng đã hết lòng đặt niềm tin, sẽ khiến thầy và lớp học Hoàn Mỹ vô cùng tự hào. Tái bút, năm học này sẽ có một nhân vật bất ngờ đồng hành cùng các em. Đừng nhờn với nhân vật này nha. Tôi là tôi nhất trí để đi theo cái tinh thần của biệt đội Lop Manto đấy, thật sự. Nhân dịp là đầu xuân năm mới, em sẽ gửi đến các bạn một bài hát. Đó chính là bài hát mang tên Mang tên gì? Mang tên gì? Bài hè vừa rồi mình hay nghe của Lop Manto đó. Đi nào, tên gì bạn, tên gì? Đi mọi người cùng lớp Manto. Đi mọi người cùng lớp Manto. Biết nhảy không? Biết nhảy mà. Nhảy mình tập rồi. Nhảy luôn. Nhảy luôn. Tôi thuộc bài này luôn á bạn. Ok. Hello. Welcome to the nation. Love to the Manto. Luôn phải cát. Phải không giận ai. Có đôi khi khiến ta mệt nhoài. Mở điện thoại bao nhiêu app cũng xài, miệng sao trên mạng phải được nhiều like. Thôi 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 thôi, tôi không cần số. Tuyệt vời nhất là không cần cố. Đủ khác biệt để không so đo. Tôi và bạn ai cũng hay ho mà. Chọn lời khen và cho những biết ơn xui đi đánh tìm hừng đen. Em đã vất vả rồi nên em không cần phải thay đổi. Có lẽ thứ chúng ta luôn cần là ôm chặt nhau thật lâu để hơi ấm này thay lời nhau. Miễn là bình thường có yêu thương. We gonna leave, we will love. Calling us by my friend as what we are all. Say lên nhà cho tình yêu đó. Ai cũng có
Hay quá, còn lần này quá. Ôi, con có 150 rồi nè. Rồi con có 150 rồi nè. Chết rồi. Ủa, idol của ai nhỉ? Idol của ai nè? Đọc lên lắm. Bạn ngửi mùi gì không? Mùi của sự thành công. Đúng. Xin giới thiệu các bạn là hiện tại mình đã nhận được cái chứng chỉ là gần như là trở thành leo lốp kiến thức. Quá tuyệt vời. Mình đã được vượt lên một tầm mới. Ao trình những bạn học sinh đang ngồi ở đây. Cái gì ao trình nhá? Ao trình á? Nhìn gì không? Huy hiệu không? Có nghe bạn nghe cũng công nhận. Từ ý bạn hay là bây giờ mình không cùng đẳng cấp á? Từ cái việc đẳng cấp mình nói sau. Bây giờ mình đi ra giữa lớp nè. Cái gì đấy? Cái việc đẳng cấp mình nói sau. Bây giờ mình đi ra giữa lớp nè. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Thành ơi, mày đi tướng gì kỳ vậy? Đôi khi là chúng mình phải có cái sự đánh đổi. Đúng. Vậy hả? Tại vì gì ấy? Ngày xưa ấy, chúng mình đã có câu chuyện về nàng tiên cá. Là đổi giọng hát để lấy chân. Còn tôi thì đổi chân để lấy cái chứng chỉ này. Nani? Tôi thì đổi chân để lấy cái chứng chỉ này. Nhưng mà mình tôi đã đổi cái dây chằng của tôi để lấy cái chứng chỉ này. Cái dây này là cũng mong là các bạn sẽ tôn trọng cái con người mà đã có sự đánh đổi đẳng cấp. Rồi. Ok. Ok. Và từ ngày hôm nay mình sẽ thay mặt giáo viên chủ nhiệm để dẫn dắt lớp mình ngày càng hoàn mỹ hơn. Là kể từ ngày hôm nay bạn là thầy à? Không, mình chỉ thay mặt thôi. Là bây giờ nhưng mà các bạn trợ giảng không? Trợ giảng. Bạn ấy bở đẳng cấp khác mình nha, hiểu không? Bây giờ các bạn phải nghe lời mình và các bạn phải cố gắng để đạt được cái chứng chỉ này, nghe chưa? Dạ. Chứng chỉ này rất là quan trọng luôn đó. Thôi okay. Bây giờ cả lớp về chỗ đi. Thầy trả cái đầu lân cho bức tường đi nè. Thôi, mình sẽ cố đi bình thường. Vì cái sự đánh đổi mà đầy sức gọi là cố gắng như thế này nên là mình sẽ không tham gia được chơi cùng các bạn đâu. Mình sẽ là người ra luật chơi và dẫn dắt các bạn tham gia những cái thử thách. Nên là bây giờ mình cần một lớp trưởng mới để điều hành lớp. Ủa vậy bạn không làm lớp trưởng chúng mình đó hả? Không, hôm nay mình không làm lớp trưởng nữa. Và mình cũng muốn là ngày hôm nay chúng mình sẽ bầu lớp phó kỷ luật với cả lớp phó văn nghệ mới nữa. Bởi vì lớp chúng mình bây giờ sau một thời gian hoạt động với nhau, học tập với nhau rồi thì chúng mình phải có sự thay đổi. Kiểu như là ai sẽ có sự cố gắng thì sẽ được công nhận, đúng không? Nào, lớp trưởng tôi, Hùng Biện đi. Tôi xin phép được Hùng Biện cho cái chức lớp trưởng. Được, xin mời bạn Lê Đức lên đây. Đập bàn, đập ghế vậy là thấy trừ điểm rồi đó. Rồi, bạn hãy đứng cạnh tôi. Ê, bạn nói với cả bạn, các bạn ở dưới. Lấy bia, ok. Bạn ơi, Hùng Biện. Lấy vía. Hùng Biện. Đang lấy vía mà. Tôi xin chào toàn thể các bạn học sinh đang có mặt tại lớp học hoàn mỹ ngày hôm nay. Ok. Tôi là Trần Lê Đức. Hôm nay tôi ở đây để tranh cử cái lớp trưởng này. Lý do tại sao tôi lại tranh cử cái lớp trưởng này đơn giản thôi. Bởi vì idol của tôi chính là Leo Lop. Leo Lop là một người có một cái tính gọi là lãnh đạo, thông minh cũng như là một lòng nhân ái rất là cao. Thì với một người lãnh đạo như thế thì tôi nhận ra tôi cũng có phẩm chất của một người lãnh đạo. Ok, tiếp tục. Tính nói mà sợ hố. Còn về kiến thức ấy thì tôi nghĩ là tôi có thể bổ sung được thêm. Chứ bây giờ về cái tấm lòng nhân ái là tôi có rồi. Như thế là tôi có thể đề cử được làm trưởng rồi. Và với cả ai cũng biết rồi, tôi luôn là người đi học nhất lớp, đi học sớm nhất lớp, đúng chưa? Đúng rồi. Đi học nhất lớp cả. Đi học nhất lớp. Đi học nhất. Nhưng mà bây giờ bạn nói là bạn lãnh đạo tốt đúng không? Bạn lãnh đạo thử tôi xem nào. Bạn lãnh đạo thử tôi xem nào. Đấy, thử thách của bạn ngày hôm nay.
Bạn này quan trọng nha, nếu bây giờ mà lãnh đạo được Trần Nhậm với cả bạn Hùng kia là bạn xứng đáng lớp trưởng. Tôi gọi là hơi bướng ở trong lớp này. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghịch. Bạn nhìn hai cái quả đầu là bạn biết rồi. Bạn nhìn hai cái quả đầu là bạn biết rồi. Có chắc là bướng không? Bướng với ai? Tôi bướng cả lớp luôn. À đây à. Thôi được rồi, mình nghĩ là như thế này. Cái việc thể hiện ấy thì mình sẽ dành cho cả một quá trình học tập. Nhưng mà bây giờ các bạn mà cảm thấy Lê Đức xứng đáng là lớp trưởng thì vỗ tay. Thôi ok. Được rồi. Nói chung là cũng xứng đáng đấy. Được rồi. Mình xin phép tặng cho bạn. Đeo bên này cho nó giống bạn nào. Thế là bạn Vũ Thịnh xuống cấp à? Ủa là mình lên làm trợ giảng hả thầy? Vũ Thịnh bây giờ là kiểu như kiểu giáo viên thực tập đó. Hy vọng là lớp trưởng mới của chúng ta sẽ dẫn dắt tất cả chúng mình có những cái phẩm chất của biệt đội Mantogang. Đó chính là phẩm chất thứ nhất là sống biết ơn và trách nhiệm. Phẩm chất thứ hai là sống khát vọng và hành động. Phẩm chất thứ ba là sống yêu thương và chia sẻ. Phẩm chất thứ tư là sống bản lĩnh và kỷ luật. Và phẩm chất thứ năm, sống khỏe mạnh và an toàn. Ok. I love you. Yes, it's true. Yes, it's true. It's true. It's true. Wow, sao mà Thịnh nhét thì một người như vậy? xin cái hút nước ngọt. Cầm cái giấy đi. Bên này nhìn không bị to, bên này nhìn to dữ vậy ta. Bên này nhìn không bị to mà bên này nhìn to dữ luôn đó.